Em là Chu Hữu Việt, em năm nay 22 tuổi. Trước khi em đến học với QTS thì em có học nhiều trung tâm khác nhau và em đều phải nghỉ giữa chừng. Nên là khi em học như vậy thì trình độ của em nó kiểu không được tiến bộ cho lắm. Thì còn về học tiếng Anh thì hầu hết thì các kỹ năng mà cơ bản nhất thì em đều phải học trong game cả, vì trong game em có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Một ngày thì em bỏ khoảng là 2 tiếng để em học tiếng Anh. Sáng thì em chỉ học từ vựng khoảng từ 15 đến 20 từ thôi. Còn 30 phút sau đó thì em chỉ dành cho làm bài tập trên hệ thống WeChat, và sau đó thì em lại bắt đầu học tập với các anh chị bên WeChat. Nếu mà chưa có mùa dịch thì em nghĩ là học trực tiếp là hiệu quả nhất. Còn nếu trong bối cảnh mùa dịch vừa mùa Covid thì em phải chọn học online. Nhưng mà khi em học chọn học online thì em phải có sự cái gọi là tính tự giác rất là cao. Em có cái tính tự giác đó. Còn học online và online một một với giáo viên thì em lại có nhiều cái sự lựa chọn thời gian hơn. Linh hoạt trong thời gian và cái không gian học tập của em hơn. Vì em học một một á nên chỉ có một mình em và giáo viên nên là em sẽ có nhiều cái chưa hiểu cần phải hỏi nên có nhiều thời gian để ngồi học tập. Nó giống như trao đổi trực tiếp dễ hiểu, làm em dễ hiểu hơn trong bài học đó. Em sẽ tự viết ra một đoạn văn bằng tiếng Anh rồi em sẽ ngồi đọc lại ghi âm nó, và sau đó thì em sẽ nghe lại cái đoạn văn mà em nói. Khi em nghe lại thì em sẽ nghe được những cái từ hoặc cái câu từ mà nó là sai phát âm, sai cấu trúc. Em sẽ ngồi tự sửa và tự phát triển thôi. Bên các anh chị Win WeChat thì đã có cho em một vài phương pháp khác nhau để em nâng cấp, nâng cái cao trình độ nói tiếng Anh hơn. Sáng khi sau thức dậy thì em sẽ việc của em được làm đó là em sẽ nhớ lại tất cả các từ vựng mà em đã học ngày vào ngày hôm trước. Và sau đó thì em cứ làm bài tập trên hệ thống rồi học tập với các anh chị bên hệ thống. Sau đó thì em buổi chiều hoặc tối gì đó em sẽ tham gia một cái buổi giao tiếp với là trên hệ thống live coaching hoặc là giao tiếp với người lạ trên mạng. Và tối thì em chỉ nghe một vài đoạn video nói tiếng Anh thôi. Trước khi mà học tiếng Anh thì em đã có tìm hiểu rất nhiều về các kỹ năng trong công nghệ thông tin rồi, và em vẫn phải theo cái ngành công nghệ thông tin này trong tương lai thôi. Vì em nếu mà muốn học giỏi hoặc là học sâu hơn thì em phải bắt buộc em phải đi theo cái ngành đó vào các trường đại học, hoặc là em phải đi du học các nước khác để em học và để nâng cao cái trình độ công nghệ thông tin này. Em nghĩ là nếu mà giỏi tiếng Anh thì đi được 50% con đường của công nghệ thông tin là chị. Vì tất cả các tài liệu về công nghệ thông tin thì đều là bằng tiếng Anh, như là tất cả các công cụ mà để hỗ trợ trên công nghệ thông tin về ngôn ngữ lập trình thì cũng là từ tiếng Anh. Mà khi có tiếng Anh thì mấy bạn sẽ có cái gọi là cơ hội việc làm lớn hơn. Trong khoảng thời gian học thì em ấn tượng nhất chắc là chương trình viết bài tiểu luận. Nó giúp cho em rất nhiều trong việc sử dụng ngữ pháp là các cái chỗ cấu trúc câu, mặc dù là em không có dành nhiều thời gian về các bài ngữ pháp lắm. Cái chương trình mà em học thì em đều bị vấp phải những cái một cái sự khó khăn nào đó, nên là em có hỏi thăm các anh chị thì các anh chị đều đưa ra một rất nhiều giải pháp cho em để em có thể cải thiện tiếng Anh. Đầu tiên thì em xin cảm ơn đến các anh chị bên QTS đã hỗ trợ cho em trong việc công việc học tập tiếng Anh và giúp đỡ em trong việc cải thiện tiếng Anh nữa. Thì còn về nhắn nhủ thì chắc em chỉ nói vài câu thôi, như là
đôi khi thì mình học kiểu cảm thấy mất hứng thú á, thì nên dùng sự giúp đỡ cho với sự giúp đỡ của mấy các chị bên VTS để được tư vấn, chứ không nên là bỏ cuộc giữa chừng. Và mình nghĩ là các bạn nên nỗ lực và kiên trì để được sự kết quả trong mong đợi.